Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để tạo ra cái hiệu ứng ánh sáng tương tự như thế này à, và từ một cái ảnh mà nó trời nó mây đen có thể là trời nó mù mịt á người mẫu thì đẹp nhưng mà trời nó không được đẹp lắm cho nên là không có ánh sáng không có lens flare không có giờ vàng không có gì hết thì chúng ta tạo hiệu ứng ánh sáng cho nó ha, để nó đẹp hơn à, thậm chí là trong trường hợp các bạn không thích về ánh sáng các bạn muốn hiệu ứng về về tuyết này rồi về sương mù này cũng làm được luôn và tất nhiên đối với cá nhân mình mình muốn sự đơn giản các bạn không cần sử dụng panel không cần sử dụng bất kỳ một cái panel nào hết để mà làm được hiệu ứng này chúng ta chỉ cần làm ngay trên web thôi cũng được rồi Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Như ở đầu video mình đã giới thiệu các bạn là trong video mình lấy trong video này mình làm cái gì rồi đúng không? Thì nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình đừng quên nhấn nút đăng ký này, nhấn nút thích video giúp mình nha. Cái này nó miễn phí, nó dễ và mình nghĩ chắc cũng không tốn thời gian của anh em nhiều đâu ha. Thì mình dạo gần đây mình thấy ở trên top top này hoặc là những cái nền tảng Facebook có có quảng cáo những cái panel để các bạn có thể tạo ra cái hiệu ứng ánh sáng. À, tuy nhiên có một cái vấn đề đó là để sử dụng được cái panel di nó tên là panel Zing để sử dụng được cái panel đó nó nó hơi phiền phức thứ nhất là các bạn sẽ phải mua được cái uh, mua bản quyền của panel đó ha khoảng cỡ triệu mấy chỉ nó một năm xong rồi uh, các bạn sẽ phải có tài khoản uh, thuê cái server tại vì nếu các bạn muốn chạy offline thì máy của các bạn sẽ phải rất mạnh nó phải tầm trăm củ đổ lên 100 triệu trở lên cho cái máy tính của các bạn thì máy ra mới chạy được cái 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 cái, cái mô hình AI đó à, nếu không thì các bạn sẽ phải thuê server uh, thuê server ở Trung Quốc cho nên là các bạn sẽ phải có app Alipay này phải có tiền Trung Quốc nhân dân tệ này để có thể thuê được à, nếu các bạn không có các bạn sẽ phải thuê qua trung gian nó mất công đúng không đó xong rồi nhiều khi quên uh, bật server để sử dụng trên panel xong rồi quên không tắt đi nó lại tốn tiền đó cho nên là nó tốn nhiều đường và nó cũng phức tạp nữa cho nên là mình không có chủ trương sử dụng cái panel đó Mà đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái website online thôi và thậm chí là miễn phí để các bạn có thể làm được cái hiệu ứng tương tự như vậy Yeah. thì đó là một cái online app ha? online app cái web app thôi để vào thì mình có cái link để ngay phía dưới phần description, phần mô tả các bạn click vô thì mình sẽ gửi cái link vào cái trang này cho các bạn ha đó là một cái online app ở trên một cái trang là running hub đó thì ở trên cái trang này thì nó sẽ các bạn sẽ khi sau khi các bạn vào trong cái trang này rồi các bạn hãy đăng nhập tài khoản Uh, Google của bạn cũng được ha các bạn click vào đây nhớ nha phải đăng nhập nha Đăng nhập tài khoản Google các bạn vào uh, Khi các bạn vào cái link của mình thì các bạn sẽ có 500 RH coin Phần mềm này thì nó chạy qua cái chạy và nó trừ vào coin nha nó gọi là RH coin các bạn click vô cái avatar các bạn sẽ thấy rồi headcoin này đó rồi thì sau khi các bạn vào cái web này đây thì mình reset lại cái web này nha rồi sau khi các bạn vào trong cái web này các bạn sẽ thấy cái giao diện tương tự như thế này đó đây có một, ở bên tay phải nó sẽ có cái test list các bạn click vào thì nó sẽ hiện ra những cái mà các bạn đã làm ở đây là những cái ảnh mà mình đã làm demo trước đó ha và ở phía bên tay trái thì nó sẽ là cái chỗ để các bạn có thể thêm ảnh của các bạn vào đây ví dụ như là lot image thì mình sẽ xóa nhấn vào cái thùng rác này để xóa cái hình uh, hình demo của họ đi sau đó mình nhấn dấu cộng này và mình sẽ thêm cái ảnh mà mình muốn tạo hiệu ứng vào ví dụ như là mình thêm cái ảnh này đi đó tự động nó sẽ up lên ở đây thì mình sử dụng file jpeg nha nhớ nhà mình up lên là up file jpeg mình để full size luôn à, sau đó ở phía dưới này à, đây là thêm ảnh rồi nha phía dưới này nó sẽ là cái from cái from có nghĩa là một cái mô tả À, một cái mô tả để cho con AI nó hiểu là các bạn muốn à, làm cái gì Thì ở đây, ở trong cái app này người ta đã điền sẵn cho các bạn Cái hiệu ứng để nó ra được tương tự như thế này rồi à, Golden out Backlight có nghĩa là giờ vàng Hiệu ứng giờ vàng ở phía Backlight này Thêm một cái Soft Rim À, soft rim light có nghĩa là một cái viền ánh sáng nhẹ ở trên tóc này Xong rồi quần áo uh, trên tóc này, trên quần áo và trên đối tượng đó, Là một cái rim, cái rim light Xong rồi một cái lens flare hay một cái lens flare Chính là cái tia nắng á, tia nắng sunlight Rồi, và tiếp theo đó là tạo một cái shadow on the ground Có nghĩa là tạo một cái bóng ở trên mặt đất à, Đây, tạo cái bóng này đó thì ở đây các bạn hoàn toàn có thể tự mô tả những cái mà các bạn muốn ví dụ như là mặc định nó đang là uh, thiên về ánh sáng về màu sắc về cái golden hours là giờ vàng đúng không? Các bạn không thích các bạn có thể nhập một cái mô tả nào đó khác ví dụ như là về mưa về bão tuyết rồi về sấm chớp đùng đùng các bạn có thể nhập dụng được mô tả nó làm cho thì ở phía ở giữa này các bạn có thể thấy là nó có sẵn một vài cái from mẫu người ta làm sẵn như các bạn chỉ việc copy paste thôi đó ví dụ như là về hiệu ứng ánh sáng này thì nó sẽ là ánh sáng vào trong và trong chủ thể này và có một cái ánh sáng ấm này này ánh sáng nó, nó sáng hơn này xong rồi phía dưới này có cái window shadow on wall có nghĩa là Uh, ví dụ như là các bạn chụp uh, ảnh background mà background trơn chẳng hạn như vậy hoặc là chụp trong nhà, các bạn muốn tạo cái hiệu ứng là có cái bóng của cái uh, cửa sổ phía sau chẳng hạn như vậy thì các bạn có thể lấy những cái này à, hai cái này, rồi ở đây chúng ta có tuyết này đó, các bạn chỉ cần copy cái này đó, các bạn không không biết phải điền from như thế nào thì các bạn copy nguyên cái này đó xong rồi paste vào đây uh, dán vào đây thôi. phía dưới thì có sương mù này này là sương mù nhẹ này, sương mù dày đặc hơn này, các bạn chọn cái nào thì các bạn cứ copy cái form mà người ta đã viết sẵn cho các bạn rồi rồi sau khi các bạn điền xong rồi ha, như ở đây mình để mặc định thôi mình sẽ nhấn nút Run, à, ngay nút Run ngay phía dưới góc dưới bên trái này các bạn nhấn nút Run nó sẽ bắt đầu nó chạy ở phía bên tay phải nha, ở trong cái task list các bạn thấy không đó nó sẽ generating, là không rồi bắt đầu nó đếm dây <laughs> trung bình một cái ảnh như thế này thì mình thấy nó sẽ chạy loanh quanh khoảng chừng cỡ 2-3 phút 2-3 phút à, đó thì nó sẽ bắt đầu nó chạy ha trường hợp mà các bạn sử dụng bản free như ở đây thì mình đang là đang xài gói nha mình đang xài cái gói là cái gói like à, 4.9 đô à, 4.9 đô một tháng thì mình sẽ có sẵn là 8.000 điểm ha điểm đó và như vậy á, thì mình sẽ không cần phải xếp hàng còn trường hợp các bạn đã có điểm sẵn rồi nhưng mà các bạn đang là gói free vẫn làm được bình thường nhưng mà đôi lúc có thể là cái web nó đông người sử dụng quá thì các bạn sẽ phải xếp hàng xếp hàng chờ đó ha ví dụ như là 100 trăm gì đó sẽ giảm dần giảm dần giảm dần người ta chạy xong rồi thì tới lượt bạn thôi nó cũng nhanh thôi không quá lâu đâu đó và một ảnh nó sẽ tốn khoảng chừng cỡ vài phút để nó chạy À, sau khi chạy xong thì nó sẽ hiển thị cái kết quả cho các bạn thôi rồi bây giờ chúng ta chỉ việc ngồi chờ thôi nhé few moments later rồi ở đây nó đã chạy xong và nó thông báo cho mình luôn this workflow run custom 31 rồi có nghĩa là cái workflow mình vừa chạy ảnh này á, đã, đã tốn của mình là 31 cái điểm 31 điểm ha rồi thì đây chúng ta có cái kết quả như thế này đó các bạn thấy cái ánh ánh sáng không à, thì sau khi làm xong các bạn sẽ có một cái ảnh như thế này ha và đây các bạn có thể click vào đây để tải về hoặc là kích vào dấu ba chấm này, nhấn nút download thì nó cũng sẽ tải cái ảnh về cho các bạn ha. Và ở đây nó đã có cái upscale sẵn cho các bạn rồi, có nghĩa là từ một cái ảnh như vậy thì khi mà ảnh xuất ra thì nó sẽ là một cái ảnh có kích thước lớn rồi ha. Nó sẽ là một cái ảnh có kích thước lớn rồi. Đây, như cái ảnh này thì nó đã có kích thước là 2004 x 2496 x 3744 rồi. Khá là lớn để các bạn có thể in album cưới được rồi ha. Nó ra kết quả như thế này đó rồi sau khi uh, xong rồi thì đó cứ vậy các bạn có thể xóa đi rồi tiếp tục uh, tải lên một cái ảnh khác uh, và trường hợp các bạn không thích cái kiểu ánh sáng này các bạn có thể hoàn toàn có thể mô tả nó uh, như thế nào để cho nó ra được kết quả mà các bạn cảm thấy ưng ý nhất ha rồi thì ở đây sẽ có ba cái lưu ý cho các bạn khi sử dụng cái website này đầu tiên uh, là cái from này bắt buộc các bạn phải nhập là tiếng anh nha các bạn phải nhập vào tiếng Anh thì nó mới hiểu nha đó rồi cái thứ hai nữa đó là mỗi lần các bạn chạy thì một ảnh nó sẽ ra nhiều kết quả khác nhau chứ nó không cố định ánh sáng ở một chỗ hoặc không nó không có cố định cái hiệu ứng một kiểu đâu nha mỗi lúc nó sẽ là mỗi khác thì à, thì cho nên là các bạn lưu ý nhé rồi cái thứ ba nữa là cái này sẽ không có chạy hàng loạt ảnh được đâu à, chỉ chạy từng ảnh được thôi ha à, và sau khi xong rồi thì đó thì đơn giản như thế thôi các bạn hoàn toàn có thể lấy ảnh này share lên Facebook rồi in album thoải mái chẳng sao cả À, thậm chí là có thể in ảnh uh, in, in ảnh cổng cũng được ha? chẳng sao đâu rồi thì đó là toàn bộ video nếu các bạn có thắc mắc hãy comment phía dưới nhé thì uh, có những anh em khác rành rồi sẽ sẽ, sẽ giải đáp cho các bạn uh, bye bye các bạn mình là hoàng phúc toàn phúc photo uh, nhớ nhấn like share uh, nhấn nhấn thích video và chia sẻ video này uh, cũng như là comment phía dưới cho mình biết là video sau các bạn cần mình làm về cái vấn đề gì nhá uh, nhớ là coi những video khác của mình ở phía bên này này bye bye mình là hoàng phúc tuấn phúc photo.com